Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 2 Mulan. Chiều nay ngày 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới nó mạnh lên thành bão. Cơn bão số 2 năm 2022 có tên quốc tế là Mulan. Hồi 13 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng suy yếu dần. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, chiều cường. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ từ tối và đêm mai, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong 24 giờ tới, vùng biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động nhẹ. Ngày mai gió giảm dần xuống cấp 4-5. Trong đất liền, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày giảm mây, trời nắng. Bão số 2 đổ bộ, gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Chiều nay, ngày 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là Mulan. Bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Bắc, gây mưa lớn cho Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 13 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vị tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, từ 39 đến 61 km một giờ, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, sóng lớn. Trong 48 giờ đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng suy yếu dần. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, chiều cường ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ từ tối và đêm mai mùng 10 tháng 8, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Từ chiều tối mai mùng 10 tháng 8 đến khoảng ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cảnh báo lốc xoáy, mưa lớn những ngày tới. Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, dự báo sẽ mạnh lên thành bão, gây mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh, đặc biệt tại ven biển Trung và Nam Bộ. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã chia sẻ thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có nguy cơ thành bão. Ông Hưởng cho biết, lúc 13 giờ chiều nay, ngày 8 tháng 8, vùng áp thấp khu vực quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo hình ảnh trên mây vệ tinh, vùng mây đối lưu của áp thấp nhiệt đới còn khá phân tán ở các cụm mây phía Tây và phía Đông. Các cụm mây này chưa tiến sát vào nhau để tạo xoáy rõ, do vậy trong 24 giờ tới, khi các vùng mây tiến sát vào nhau, áp thấp nhiệt đới sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong vòng 24 đến 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 60-70%. Cảnh báo các nguy cơ có thể xảy ra với vùng áp thấp nhiệt đới, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, diễn biến áp thấp nhiệt đới này có hướng di chuyển chủ yếu là Đông Bắc. 48 đến 72 giờ tới, sau khi mạnh lên thành bão thì nó có khả năng đổi hướng do có khối không khí ẩm ngoài biển lấn vào, làm thay đổi hướng di chuyển của cơn áp thấp nhiệt đới, chuyển thành hướng Bắc và Tây Tây Bắc, hướng về khu vực biển và đất liền của Việt Nam. Với diễn biến cường độ và đường đi như vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 24 giờ tới, trên phía Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau đó mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 4-5m. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh, lên với cường độ cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-4m. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vùng biển từ Trung Bộ, từ Quảng Bình đến Bình Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, từ Cà Mau đến Kiên Giang và những vùng có mưa dông mạnh, nhiều khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, gió giật, mưa lớn. Cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có công văn gửi đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên biển. Địa phương cần kịp thời nắm bắt số lượng các phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm và thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Đồng thời, các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Vùng áp thấp trên Biển Đông mạnh lên, cảnh báo mưa lớn trên cả nước. Dự báo ngày và đêm hôm nay ở khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần nên ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió cấp 5 sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. Cảnh báo khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Nam Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 2. Vào hồi 1 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,8 đến 16,8 độ Vĩ Bắc, 111,5 đến 112,5 độ Kinh Đông trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông ngay trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm ngày 10 tháng 8. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ C. Nam Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.